Alo, cho anh em nhắc này thì lại vào gia đình với anh em ở trong cái bộ môn tích này tiếp và chia sẻ cho anh em một cái phương pháp chơi khá là hay. Đó chính là phương pháp anh em sử dụng và sẽ là bắt theo cái sóng phiên nhé. Bình thường thì để mà bắt theo phiên thì có thể là anh em sẽ bắt theo điểm hay là bắt theo single này kia đúng không? Nay thì tôi sẽ chia sẻ đấy cho tất cả anh em cái phương pháp nó khá là mới là và gọi là có thể hơi dị một tí các bạn. Phương pháp mình đánh theo sóng phiên. Để đánh là sóng phiên thì anh em có thể quan sát ở trên trên này nhá. Đây là sóng single và đây là sóng phiên này. Và để bắt được sóng phiên ấy, thì anh em nên chọn những cái sóng mà nó đi 2 3 là chính rồi nhé. Nên chọn cái sóng mà nó đang đi 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 2 và 3. Đấy là những cái sóng sóng mình thấy là tỷ lệ thì nó cao anh em. Phiên này sóng nó đang đi lên này. Sóng 2 sóng 2 sóng 3 này. Con này đi sẽ sóng 2 anh em ạ, sóng 2 con này đi cầu 1 lên tài anh em ạ. Sóng 2 này thì đa số là anh em gọi là kết hợp với lại những cái đường cầu ngắn nữa thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ đẹp hơn, chất lượng hơn nha. Còn cầu B thì tôi thấy là nó sẽ hơi khó. Cầu B thì đa số sóng của nó là sẽ đi gọi một 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 chiều đúng không? Đây cũng vào ngày trước một tay cùng một anh em ạ. Sổ 6 làm 2 con 6 thôi là bú rồi anh em, lụng rồi. Tay này tạm thời lại cơm gạo tốt rồi anh em nhé. Bên này mình cứ bắt theo xuống cầu thôi đúng không? Xong rồi xong xuống này mình bắt một tay 22 tiếp. Đấy, có thể mỗi ngày tôi lại lên để chia sẻ cho anh em một số những phương pháp nó gọi là hay hay một chút anh em chơi được ở trong bộ môn này nhé. Mình hy vọng là qua video mình ấy, thì là anh em sẽ có luôn là có thêm những kinh nghiệm anh em chiến đấu nó tốt hơn ở trong bộ môn này. Phương pháp thì là nó luôn đi kèm với thực tế quá, tôi không phải nói gọi là mang sách cứ mang vở ra nói làm gì cả, vừa nói vừa thực chiến thôi cho anh em xem. Còn công thức thì nó cũng ở góc độ tương đối rồi, chứ sao thế nào là không thể nào mà được tuyệt đối được, cái là điều chắc chắn rồi anh em. Tương đối mình nghĩ là anh em bắt cũng ok rồi, cũng gọi là ngon rồi anh em ạ. Mười ba mười lăm này là xuống cầu ngắn, phiên này thì sẽ là phiên biệt ba nhé. Tay này tôi đang chưa chưa bắt theo điểm mà tôi bắt theo xu hướng, tùy từng lúc anh em ạ, tùy từng lúc thì sẽ bắt theo điểm. Còn khung này thì đa số mình sẽ ưu tiên những cái thế cầu xu hướng của nó thì dễ hơn. Bốn bảy này, bên này cầu ngắn đẹp anh em. Sáu bốn ra hai bóng đẹp nhá, lại tiếp tục lụm này là rồi rồi anh em ạ, tiếp tục vào hút một cái tiếng tiếp theo. Đấy, đánh đơn giản mà anh em, công thức thì đôi khi ba tay gãy một thì cũng tạm ok, cũng không phải là một cái tỷ lệ thắng cao quá. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ như thế là cũng là tạm ngon rồi anh em ạ, tạm và hợp lý rồi. Đôi khi nói, đôi khi mình vừa chơi vừa nói, chưa nói hết được cái ý của mình ấy, thì là anh em cứ xem nhé, anh em là mọi người cứ xem phương pháp, anh em tham khảo cho tôi cho nó hợp lý. Tay còn một tay bệt nữa này, cầu này nó đã xác định đi theo một cái xu hướng là dạng bệt như thế này rồi thì khả năng cao là sẽ bệt sâu sâu anh ạ, bệt cao đấy. Xỉu anh em này, cầu ngắn lắm nhỉ, cầu chạy không đều lắm. Mình xem bên con 15 anh em, con này chẵn chính
dẫn tài, dẫn nẻ tài này, dẫn tài nẻ tài còn đi một tay xung xỉu thôi anh em ạ, bắt nhẹ tay luôn. Tay thì lụng rồi, đơn giản thế thôi anh em, vào gắp đúng chỗ, đúng xung cầu là ăn. Đánh bằng cái phương pháp xí ngầu hay hay là điệp xuyên thì cũng khá là nhiều đúng không anh em, nên là hôm nay có thể là tôi sẽ đổi gió một tí nhé, từ từ gió một tí để có thể chia sẻ đến anh em nhiều những phương pháp hay là công thức chơi hơn thì tốt hơn nhé. Làm bệnh này này, tay này cứ vào tiếp tay nữa thôi. 11.4 chẵn về xỉu này, nè tài này, này xỉu một tay 10 nhé, không kịp rồi. Quay vào tiếp cám nhé, vào được rồi. Mãi cho bắt từ từ trước, bắt ra dần dần sau này, cầu khuôn này. 14 chẵn xỉu này, nè tài này tiếp này, về con này về cầu tài tiếp nhé, đang trả một tay một anh em ạ. Mã này thì mình đi cũng vừa phải, đi hợp lý thôi. Ta đánh bằng cái phương pháp sóng phiên này, nó là cái phương pháp cân bằng cơ bản và đơn giản nhất để cho anh em có thể chơi được. Móng chân à, dưới chân này 6 3 ra 5 đẹp luôn. Úp. Tưởng mã kia gãy thì đúng rồi, cũng hơi dở. Chín hai một nẹp tài này, 12 nẹp tài tiếp, 16 ok, cái này về một con tài 5 nữa nhé. Dưới chân này, ở cái này bệt tiếp nhanh nhé, cái này nó xuống là bệt bệt ba, ở đây chặt bốn bệt bốn này, đây bệt ba ba này. Ok anh em, chắc tầm giờ là tạm nghỉ rồi anh em ạ, các kiếm vậy là cũng là ok rồi, chào tất cả anh em nhé.